Ngày 7 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về các hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời giải cứu 36 nạn nhân trong đường dây này đưa về nước an toàn. Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nhóm đối tượng này đã thông qua mạng xã hội đăng tải tìm lao động sang làm việc tại Thái Lan với mức lương từ 18 đến 30 triệu đồng một tháng. Khi có nạn nhân dính bẫy, tổ chức móc nối đưa người sang Lào để bán cho các đường dây hoạt động tội phạm lừa đảo quốc tế, hoạt động tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo của Lào. Các nạn nhân bị đưa sang Lào bị nhóm buôn người khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Mỗi ngày các nạn nhân làm việc 20 giờ, có trường hợp không được trả lương, bị đánh đập, quản thúc, không cho ra ngoài. Được biết đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành. Ngoài việc tổ chức hoạt động mua bán người từ Việt Nam sang Lào, nhóm đối tượng này cũng như 36 người Việt bị bán sang Lào đều tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.